Vâng, em xin chào các bác. Đấy, em tiếp tục lên cho các bác. Ở đây là một bộ dàn V3 loa V7 đó các bác nhé. Phục vụ các bác nào mà thích những cái dòng loa mà có phân tần bên trong, thì con này nó có phân tần bên trong các bác nhé. Đấy, và con V3 này thì có thể chỉnh phân tần. Đèn đấy. Mở theo hơi khói, chút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân này thì là em xét ở đây là được qua người ta có thể bình thường thôi nhé. Câu chuyện tâm tình để cho đi theo khói bay, tay cầm nhật là vẫn đọc tay thường và em MD vẫn đọc nhé. Bán chủ ở đây là bao chạy công suất để phải cầm điện thoại máy tính anh em, còn đường đi mà đêm cũng bao lắm, em test thêm cho các bác luôn. Đây nha, thì về ngoại hình này, bộ này thì nó còn rất là ok, đẹp nhé, đèn loa đẹp, cục đẹp. Tất nhiên đây là hàng bãi thì nó có một vài vết xước sát thì nó không cháy được rồi, nó còn có một vài vết bẩn, vết cũ mà ấy thì nó khó thể nào mà không có được. Đấy. Ở đây nó hơi bị tí này, không tránh rồi đúng không? Đấy nhá. Dây của em đang hơi bị anh nhé. Đấy, các bác thấy đấy, nhà hàng đẹp nhé. Đây đĩa này. Đĩa thì con này nó vẫn còn đọc được các cái đĩa CD của Nhật này. Cục đĩa CD tự ghi em có test thử thì nó đọc hơi kén, nên nói chung là sẽ có những đĩa đọc của đĩa không. Đấy nên là mắt của bọn này thì có thể nói là cũng hơi già hơn các con khác rồi. Thật đĩa thì đấy, đĩa của Nhật đây nhá. Đấy thì test cho bạn đọc này. Còn đây là đĩa tự ghi này. Đấy, đĩa tự ghi này thì chưa biết được thế nào một lần nữa. Hy vọng nó vẫn đọc. Thì bọn Nhật này thì các cái đầu này thì đôi khi nó hay kém các cái đĩa này. Đấy, nó thẳng là thế cho nó dễ. Đấy. Vì chất lượng in nó không tốt. Đấy. Đầu đít nha. Đấy, thì đấy tình trạng của CD này. MD. Đĩa MD chạy này. Đấy. Bây giờ trở về với cả đường điện thoại, mình ấn tap vào này chuyển về đường. Nhau chẳng là mỗi lúc đấy, đây là đêm nhạc, về. Đây là đơn giản vậy thôi nhá. Siết chặt tay. Đấy, còn cái dây 3.5 với hai đầu AV như này. Đấy, mình cắm vào cái đường dây
này 1 và tuần này 2 ở đằng sau nhá. Cắm được nào chuyện đó. Xa trường anh lại đi vui gió sương. Sông hồ gợi trong tôi bao luyến thương. Tôi ghi nhớ giây phút nơi nào ơi. Bạn đường ơi. Đường điện thoại cho ok này. Đường quang nha, mình ấn này và chuyển sang đường digital này. Sau đó là mình phát nhạc từ đường quang ra sẽ có tiếng ra nhé. Đấy ok nhé, thì đây là bộ dàn V3 no V7. Bộ này thực ra thì hàng nó đẹp hơn cái bộ trước. Thì đáng lý ra là giá của nó sẽ cao hơn khoảng 1.950.000. Mà thôi thì em vẫn cứ để theo cái giá của cái bộ trước nhá, bằng là 1.800.000. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái bộ này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 để đặt hàng giúp em nhá. Và ok em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.